Một trong những nội dung quan trọng của luật đất đai sửa đổi trong năm 2024 này mà kỳ họp Quốc hội vừa mới thông qua đó chính là nếu như doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất đối với nhà nước thì sẽ bị thu hồi đất. Đây là một cái điều mà Thanh Vân rất là tâm đắc. Bởi vì sao? Trải qua cái giai đoạn đóng băng vừa rồi thì đã có hàng nghìn những cái trường hợp mà các dự án xây dựng lên, thế nhưng sau đó không ra được sổ cho khách hàng. Có những dự án 2 năm, có những dự án 3 năm, thậm chí là đã có những dự án 10 năm trôi qua rồi. Đến bây giờ khách hàng vẫn chỉ trên hợp đồng mua bán thôi. Và một trong những cái điều đó chính là thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất. Và doanh nghiệp, rất nhiều những doanh nghiệp xây dựng lên những dự án họ đã không thực hiện đúng cái nghĩa vụ tài chính về tiền thuế đất đối với nhà nước. Cho nên là khi mà kỳ họp Quốc hội thông qua cái điều luật đất đai sửa đổi mới nhất này thì các doanh nghiệp mà được giao đất cho thuê đất phải thực hiện đúng cái nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất đối với nhà nước. Và nếu như không thực hiện thì sẽ bị thu hồi đất. Thực sự cái điều này là Thanh Vân rất là biết ơn với kỳ họp Quốc hội vừa qua. Bởi vì sao? Vì nó sẽ giảm thiểu bớt tất cả những cái rủi ro cho những người mua các cái dự án bất động sản, ví dụ như từ những cái dự án phân lô bán nền khác nhau hay là những dự án căn hộ nhà ở, ví dụ như vậy. Thì để mà ra được sổ cho khách hàng thì bắt buộc là doanh nghiệp sẽ phải thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước về tiền thuế đất và tiền thuê đất. Cho nên là với cái nội dung mới như thế này và trong thời gian tới Quốc hội sẽ ra những cái điều luật để kiểm soát chặt chẽ hơn về nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp thì đây là một cái điều rất là thiết thực và Thanh Vân chia sẻ tới cho mọi người như vậy. Thì mọi người có thêm những ý kiến nào thì mọi người comment xuống dưới và Thanh Vân sẽ phân tích chuyên sâu hơn vào những cái điều luật tiếp tới khi mà kỳ họp Quốc hội thông qua nữa. Mọi người chờ đón trên kênh Vũ Thanh Vân Official này nhé. Cảm ơn mọi người.